Nếu các bạn muốn có một thân hình mảnh mai, săn chắc để tự tin diện những bộ đồ cheat eo sang chảnh thì chỉ có một phương pháp duy nhất, đó chính là luyện tập thể thao mà thôi. Tuy nhiên, không phải ai cũng có đủ thời gian và tiền bạc để có thể đi đến phòng tập gym mỗi ngày. Vậy thì phải làm sao để vừa luyện tập, vừa có thể kiểm soát được tình trạng cơ thể của mình? Rất đơn giản thôi, hãy thử sử dụng chiếc cân thông minh Xiaomi này đây. À, vậy thì chiếc cân này có gì đặc biệt thì ngay bây giờ hãy cùng theo dõi các bạn nhé. Nếu các bạn đã từng ghé qua phòng tập gym thì cũng biết là sẽ có những nhân viên hoặc là huấn luyện viên mời chào mình đo chỉ số cơ thể in-body đúng không nào? Nếu như với cân bình thường, chúng ta chỉ có thể đo được xem cơ thể của mình đang nặng bao nhiêu ký mà thôi, thì khi đo in-body, người ta sẽ phân tích một loạt những chỉ số cơ thể như là lượng cơ, lượng mỡ, lượng protein được nạp vào cơ thể mỗi ngày hay là lượng nước bạn uống liệu đã đủ hay chưa. Và dựa vào đó để lên kế hoạch luyện tập cho phù hợp. Các bạn hãy nhìn vào bức hình sau đây. Cùng một cân nặng nhưng rõ ràng vóc dáng cơ thể của họ lại khác xa nhau. Nguyên nhân là do tỷ lệ phần trăm mỡ trong cơ thể của họ. Người bên trái tuy 60kg nhưng cơ thể họ chỉ có 20% mỡ. Còn người bên phải tỷ lệ mỡ lại lên tới 35%. Chính mỡ đã làm thể tích cơ thể của người này phình ra hơn so với người còn lại. Tuy nhiên, không phải ai trong chúng ta cũng có đủ thời gian và nhu cầu để mà đến với phòng tập gym thường xuyên để đo in-body. Vậy thì trong trường hợp các bạn muốn kiểm soát sát sao cái quá trình rèn luyện thân thể của mình tại nhà thì các bạn có thể sử dụng chiếc cân Xiaomi này như một sự lựa chọn phù hợp để tạm thay thế cho những chiếc máy in-body đắt đỏ và cồng kềnh. Với trọng lượng chỉ vào khoảng 1,6kg cùng với tông màu trắng sáng, những góc bo cong gọn đẹp cùng với bề mặt phủ nhựa ABS trong suốt, chúng ta có thể đặt chiếc cân này ở bất cứ đâu trong phòng mà không gây mất thẩm mỹ cho không gian nhà bạn. Tuy nhiên, sản phẩm không đi kèm pin nên các bạn chịu khó mua riêng nha. Cân sử dụng 4 cục pin 3A nên rất dễ tìm mua và thay thế khi mà hết pin. Bề mặt của chiếc cân này được làm bằng thép không gỉ chống oxy hóa. Tuy nhiên, vì là màu trắng nên là rất dễ dơ, thành ra mỗi lần sử dụng các bạn chịu khó là mình lau chùi để mặt không bị dơ nhé. Cân cũng có thể chịu được tải trọng lên đến 150kg nên mọi thành viên trong gia đình đều có thể sử dụng cân hiệu quả. Ở ngay vị trí này là màn hình LED hiển thị cho người dùng quan sát những chỉ số rõ ràng hơn. Và nếu sau một thời gian ngắn không sử dụng thì nó sẽ tự tắt đi, giúp tiết kiệm pin hơn. Mặc dù Thu Hà nói là các chỉ số nhưng thực tế á, nếu như mà chiếc cân này không được kết nối cùng với phần mềm Mi Fit của Xiaomi thì chỉ có thể xem được chỉ số cân nặng giống như là một chiếc cân bình thường mà thôi. Việc kết nối cũng khá đơn giản, trước tiên các bạn cần phải bật Bluetooth lên, sau đó tải ứng dụng Mi Fit về. Tiếp theo chúng ta sẽ nhập những thông tin cơ bản để tạo tài khoản trên ứng dụng, rồi kết nối với chiếc cân thông minh Xiaomi của mình. Rồi, như vậy là mình đã kết nối được ứng dụng Mi Fit trên điện thoại rồi. Bây giờ chỉ việc là bước lên cân, sau đó theo dõi chỉ số cơ thể cũng như là số cân nặng ở trên màn hình mà thôi. Mình sẽ mời một vị khách mời đến đây để bước lên cân và test thử giúp mình nhé. Xin mời bạn. Bạn lưu ý là khi sử dụng chiếc cân này, chúng ta sẽ không đi giày hay là vớ và sẽ đặt hai bàn chân của mình vào đúng 4 điểm điện tử ở trên cân. Mời bạn. Trong lúc cân sẽ có một đường lai chạy bên dưới cân nặng. Lúc này cân đang tính toán những thông tin cơ bản, chỉ cần chờ khoảng từ 3 đến 5 giây là được. Sau khi có được số cân nặng rồi thì ứng dụng sẽ hỏi chúng ta các thông tin cơ bản để tiến hành phân tích chỉ số. Mình sẽ điền lần lượt vào nha. Như các bạn thấy đó, chiếc cân này cung cấp 10 chỉ số cơ thể quan trọng, bao gồm cân nặng hiện tại, lượng cơ trên người, chỉ số trao đổi chất, chỉ số về xương cốt, chỉ số BMI, tỷ lệ mỡ nội tạng, tỷ lệ mỡ cơ thể, tỷ lệ nước, điểm số cơ thể và chỉ số hình thể. Theo như chỉ số cơ thể hiển thị trên màn hình thì vị khách mời của chúng ta có tình trạng cơ thể là cân bằng, không béo cũng không gầy. Ứng dụng Mi Fit cho phép chúng ta có thể là theo dõi được những chỉ số cơ thể một cách thường xuyên và đưa ra những phân tích về sự thay đổi đó, từ đó mình có thể kiểm soát cơ thể một cách tốt hơn. Theo như Hà được biết thì tỷ lệ sai số giữa chiếc cân này và máy in-body chỉ nằm trong khoảng 5-10%. Và càng đo nhiều lần trong thời gian ngắn nhưng đều đặn thì sai số càng nhỏ đi. Các bạn có thể lên kế hoạch để luyện tập trong vòng 1 tháng và cân lại 2 ngày một lần để thấy được sự khác biệt nhé. Ngoài ra thì ứng dụng này còn cho phép chúng ta lưu trữ dữ liệu của 12 người khác nhau, nên nếu nhà bạn có đông người hoặc bạn luyện tập theo nhóm thì đều rất tiện. Tuy nhiên, Thu Hà cũng cần lưu ý là khi mà sử dụng, chúng ta cần phải đặt chiếc cân này lên mặt đất cứng và bằng phẳng. Tuyệt đối không nên sử dụng khi mà chúng ta tay chân ẩm ướt hay là mới luyện tập thể dục thể thao xong, xông hơi hoặc là khi mình ăn quá no, bởi vì khi đó thì các chỉ số này sẽ không được chính xác. Đặc biệt các bạn tuyệt đối không sử dụng cân khi mang thai hoặc có tiểu sử bệnh tim, người có máy trợ tim, lọc máu nhân tạo hoặc các thiết bị y tế cấy ghép khác.
cân thông minh Xiaomi LPN4013GL, thiết kế siêu mỏng gọn đẹp, bao tròn giúp hạn chế va chạm thương tích, bề mặt phủ nhựa ABS bền tốt, màn hình LED sắc nét, chân đế chống trượt vững chắc. Đo được 10 chỉ số cơ thể giúp hỗ trợ tập luyện hiệu quả. Điều khiển thông minh qua smartphone, tự động cập nhật dữ liệu trên ứng dụng Mi Fit. Phú Hoàng nghĩ rằng việc luyện tập thể dục thể thao là vô cùng quan trọng, bởi vì có sức khỏe thì mình mới có năng lượng để mà tập trung cho công việc được. Tuy nhiên không phải ai cho chúng ta cũng có đủ thời gian để mà đến phòng tập gym. Vậy thì sao các bạn không thử luyện tập những bài tập tại nhà đơn giản thôi, như là lắc vòng, đi bộ, chạy bộ hay là hít đất, squat vân vân, và sử dụng chiếc cân Xiaomi này để kiểm tra được cái chỉ số cơ thể của mình. Và nếu các bạn yêu thích sản phẩm này thì ngay bây giờ hãy cùng nhấc điện thoại lên và gọi về số tổng đài 1800 1061, hoặc cách thứ hai là nhanh tay truy cập vào website điệnmaysanh.com các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.